được khởi công xây dựng từ năm 1981 và hoàn thành năm 1985, hồ Dầu Tiếng trải rộng trên địa bàn của ba tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho đất nông nghiệp của Tây Ninh cũng như các tỉnh lân cận. Đây cũng là nơi mưu sinh của người Việt Kiều hồi hương. Vì gì mình thì cha mẹ ngày xưa thì ở trên Campuchia thì cũng làm cá, nhưng mà mình giờ về đây thì cũng phải chọn cái nghề này để làm dễ kiếm sống hơn. Tối rồi sáng lại mình về. Rồi ngày xưa thì nó cũng nhiều lắm, nhưng bây giờ nó cũng giảm bớt rồi. Hồi đó 10 với giờ còn chừng 7-8. Với tổng diện tích gần 20.376 hecta, với dung tích hồ chứa hơn 1,5 tỷ mét khối nước, hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ thủy lợi nhân tạo lớn ở Việt Nam. Buôn bán của cư dân nơi đây cũng phụ thuộc vào lượng khách đến tham quan hồ. Với đồng ra đồng vô mỗi ngày cũng phần nào đủ để trang trải chi phí cho sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là xe ở đây cái đường lớn này chạy dữ lắm. Chạy hồi sáng đêm luôn. Ngày 100 mấy 200 cu chi. Mỗi ngày đó ta cũng có thu nhập đủ ta sống vậy thôi. Có người cũng làm công việc đó, có người thì ta bị chứ trong đảo đó, trong hồ này có cái đảo trong đó đó, người ta vô trồng mì. Tùy vào điều kiện thời tiết, mực nước ở hồ Dầu Tiếng cũng khác nhau. Ông Nho nói rằng mỗi khi đập của hồ xả nước là đều có thông báo trước. Thì giờ tới mùa nắng thì nước nó giật ra tới ngoài kia. Nước ngoài kia là nó dơ dữ lắm, tới nước cạn là nó dơ dữ lắm. Nước cá chết mà. Ví dụ như ở đây mà ở dưới đập dưới đó nếu mà nó xả thì nó cho còi hú là dân chúng người ta biết rồi. Cũng theo quan sát của ông Nho, trung bình khoảng từ 1 đến 2 tháng, hồ sẽ xả khoảng 5 đến 10 phút một lần. Vào đợt hạn vừa rồi, tùy theo nhu cầu cần thiết, hồ Dầu Tiếng cũng góp phần tiếp cứu nguồn nước ngọt cho các tỉnh miền Nam, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.